Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình học tiếng Trung online của Trung tâm Ngoại ngữ Tomato. Các bạn đang theo dõi bài số 7 thuộc series Giáo trình phát triển Hán ngữ do Trung tâm Ngoại ngữ Tomato sản xuất. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với một bài học rất là thú vị, nói về chủ đề hỏi về vật hoặc người ở đâu và biểu thị những nội dung liên quan. Và chúng ta hãy bắt đầu bài học ngay lúc này. Tôi tên là Thu Hà, đến từ Trung tâm Ngoại ngữ Tomato. Các bạn thân mến, sau đây chúng ta sẽ đến với phần đầu tiên của từ mới của bài số 7. Thì như tôi đã trình bày, phần này chúng ta sẽ học về cách diễn đạt sự tồn tại của một vật, một người ở vị trí nào đó. Vậy chắc chắn là mình sẽ học về từ có mặt hoặc là từ ở. Thì đấy chính là từ tại. Còn khi chúng ta ôn lại một chút vì nó cũng có liên quan một tí, đó là từ truy là đi. Vì sao lại có liên quan là vì chúng ta sẽ kết hợp với cái đại từ để hỏi nọ hoặc là nọ lị, nghĩa là đâu, truy nọ, đi đâu, tại nọ, ở đâu. Vậy khi các bạn muốn hỏi xem là cái người nào đó hoặc là vật nào đó hoặc là tòa nhà, địa điểm nào đó ở đâu thì chúng ta sẽ dùng từ tại nọ hoặc là tại nọ lị. Và để mà trả lời cho cái câu hỏi đấy thì chúng ta sẽ phải học những từ chỉ phương hướng vị trí rồi. Trước hết, tại chỗ, chỗ này, tại nọ, chỗ kia, chỗ và na là chỗ này và chỗ kia. Ngoài ra nếu các bạn muốn biểu thị về phương hướng vị trí, 4 phương 8 hướng chẳng hạn, thì chúng ta có một cái từ kết thúc bằng từ biện. Ở đây thì đứng một mình nó đọc là biên, còn nếu kết hợp thì nó sẽ đọc là biện. Thì nó nghĩa là ở phía nào, ở bên nào. Ví dụ, tung biện là phía đông, tung là đông, si biện là phía tây, si là tây, và nán biện, bảy biện là phía nam và phía bắc. Tương tự, nếu như muốn biểu thị là ở đằng trước, đằng sau, bên trên, bên dưới, bên trái, bên phải, bên trong, bên ngoài, chúng ta cũng dùng đến cái hậu tố biên này nhé mọi người nhé. Và ở đây chúng ta sẽ học 4 danh từ để chỉ địa điểm. Chèo xuế lấu, chèo xuế là tòa nhà, lấu là... quên mất, chèo xuế là dạy học, lấu là tòa nhà, chèo xuế lấu là tòa nhà dạy học. Thú su quản là thư viện, thú su quản là thư viện. Duyên tông trạng là sân vận động, thể yu quản nghĩa là cung thể thao. Vậy các bạn muốn biểu thị cái gì ở đâu? Chúng ta sẽ có cấu trúc đơn giản nhất là A tại, tức là người hoặc vật hoặc địa điểm nào đó nằm ở đâu với từ tại. Ví dụ, chèo xuế lấu tại chỗ, tòa nhà dạy học ở đây, thú su quản tại nọ, thư viện ở đằng kia. Hoặc duyên tông trạng tại đông biển, sân vận động ở phía đông, thể yu quản tại西边, cung thể thao ở phía tây. Và nếu các bạn muốn biểu thị rằng ở đâu còn có cái gì, tức là ngoài cái này ra còn có cái gì, tức là sự tăng tiến, thì chúng ta sẽ dùng tới phó từ khái đứng trước động từ biểu thị là còn. Ví dụ, zhe you shima shima, hai you shima shima nghĩa là gì nhỉ? Ở đây có cái gì và còn có cái gì nữa. Ví dụ, zhe you yun tông trạng, ở đây có sân vận động. Hai you thể yu quản, còn có cung thể thao. Và các bạn có thể dùng từ khái này khi các bạn muốn biểu thị là bạn còn muốn mua cái gì, bạn muốn học thêm cái gì, bạn muốn ăn, muốn uống cái gì. Ví dụ, wo he cha, tôi uống trà, wo hai he cà phê, tôi còn uống cà phê, ta chi niêu rau, anh ấy ăn thịt bò, ta hái chi yu, anh ấy còn ăn cá. Như vậy thì ở đây chúng ta nhớ hộ cái từ tối thiểu cơ bản, đó là từ tại là ở. Hỏi với từ sai thì là từ nọ. Thế còn để trả lời thì mình nhớ tất cả những cái từ với từ biên. Được chưa? Thì đây là phần đầu tiên của từ mới bài 7. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển những phần tiếp theo nhé. Nào, chúng ta sẽ đến với phần thứ 2 của từ mới bài ngày hôm nay. Thì tiếp tục với việc là miêu tả vị trí của một vật, một người hoặc một địa điểm ở đâu. Thì chúng ta vẫn tiếp tục với từ sai, đúng chưa ạ? Thế ở đây chúng ta học thêm 2 cái từ chỉ địa điểm. Thứ nhất là từ chao shi, chao shi là siêu thị. Từ tiếp theo là từ yến kháng là ngân hàng. Và 2 từ này thì lượng từ đều là jia, jia. Chư tao là biết, biết. Ví dụ, nǐ chì dào Yến hàng tại nở. Nì chứ tao yến hàng tại nở mà. Anh có biết ngân hàng ở đâu không? Nì chứ tao yến hàng tại nở mà. Tôi không biết. Wo bu zhi dao. Thì còn nếu biết thì chứ tao à? Chứ tao. Vậy thì mình sẽ hỏi tiếp là yến hàng tại nở. Hoặc là mình hỏi một cách cụ thể hơn giống như tiếp bài này là gì nhỉ? Trung Quốc yến hàng tại nở. Ngân hàng Trung Quốc ở đâu? Đây sẽ là phần cốt yếu của bài này nhé. Ngân hàng Trung Quốc ở phía đông. Vừa rồi thì mình biết học là phía đông, nhưng bây giờ là phía đông của cái gì? Phía đông siêu thị. Cái cách nói này thì nó hơi lạ so với người Việt Nam đúng không ạ? Nhưng ở Trung Quốc, mà cụ thể là ở phía bắc của Trung Quốc, thì người ta rất là điển hình cái cách diễn đạt như thế này. Thì có thể sau này khi các bạn sang Trung Quốc du học thì các bạn sẽ cảm thấy nó hơi kỳ quặc một chút, nhưng mà ở lâu thì mình sẽ quen với cái cách diễn đạt này. Thế thì chúng ta nhìn nhé. Về bản chất, những từ biểu thị phương hướng vị trí nó chính là các danh từ. Mà đã là danh từ thì thành phần bổ nghĩa cho danh từ trong tiếng Trung trật tự sẽ là gì ạ? Đứng trước. Vậy thì ở đây phía đông của siêu thị, vậy siêu thị là thành phần bổ nghĩa, nó phải đứng trước rồi mới đến từ phía đông. Vậy câu này diễn đạt hoàn chỉnh sẽ là Trung Quốc Yến Kháng. Đây cũng tiếp tục là một cái trật tự giữa danh từ và thành phần bổ nghĩa. Trung Quốc đứng trước. Trung Quốc Yến Kháng tại Chao Sư Đông Biển. Chao Sư Đông Biển, mọi người nhớ hộ cái trật tự này nhé. Và ở dưới lại có thêm một ví dụ tương tự. Thư viện ở phía nam sân vận động. Tương tự vậy, phía nam của cái gì? Phía nam sân vận động. Vậy thành phần bổ nghĩa cho danh từ phía nam sẽ đứng trước. Thú su quả tại Yuen Tông Trảng Nán Biển. Yuen Tông Trảng Nán Biển. Cách diễn đạt này về bản chất nó vẫn là cái kết cấu giữa định ngữ và trung tâm ngữ, tức là giữa thành phần bổ nghĩa cho danh từ và danh từ chịu sự tu sức, nó bị ngược với tiếng Việt, cho nên rất có khả năng khi diễn đạt các bạn sẽ bị nhầm lẫn. Nên các bạn hãy ghi cái sự đối chiếu này ra để thấy được cái sự khác nhau, cái sự ngược giữa trật tự cú pháp ngữ pháp của hai thứ tiếng khi diễn đạt về nội dung này nhé. Được chưa ạ? Còn ngoài ra chúng ta có hai cấu trúc nữa cần phải học. A cân B ý chỉ, nghĩa là A với B cùng nhau làm gì. Ví dụ, tôi và anh cùng đi siêu thị. Tôi với anh, của cân nỉ, cùng đi siêu thị. Ý chỉ truy trao sự. Hoặc là tôi và anh ấy cùng đi ngân hàng. Của cân tha ý chỉ truy yến hàng. Và khi mà ai đó cùng với mình đi đâu đó thì mình cảm thấy tốt lắm, tốt quá, tức là mình muốn cảm thán, mình muốn biểu thị một cái mức độ cao. Mình có thể dùng cấu trúc thai lơ, nghĩa là cái gì đó quá lắm. Ví dụ hôm nay thời tiết nóng chẳng hạn thì tôi có thể thốt lên là thai rửa, nóng quá. Còn ví dụ ai đó cùng với tôi, đi cùng tôi đi đâu đấy thì tôi sẽ thốt lên là thai khảo lạ, tốt quá rồi. Đúng chưa? Vậy thì ở đây cái phần trọng điểm trong từ mới của bài này ấy, chính là cái trật tự khi các bạn muốn diễn đạt. Cái này thì vốn dĩ là nó thuộc về ngữ pháp, nhưng mà vì nó xuất hiện ở trong đây thì tôi cũng nói luôn là cái trật tự khi các bạn diễn đạt vị trí về bản chất nó vẫn là thành phần bổ nghĩa cho danh từ đứng trước danh từ, bởi vì những từ biểu thị cái vị trí phương hướng này nó chính từ loại của nó chính là danh từ. Đúng chưa? Vậy thì trên đây chính là phần thứ hai trong từ mới của bài 7. Sau đây chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếp theo nhé.